cho anh cho anh nào? À cho anh này à? Quý anh đấy, ai là? Cho em ra. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với hai kênh của anh em mình. Ngày hôm nay thì là Khâm cùng anh Công đang có mặt ở chỗ thôn Lùng Pùng. Anh em đang di chuyển lên chỗ nhà A Hòa. Ngày hôm nay lên đây là cũng có một vài những cái công việc muốn trao đổi với gia đình anh ạ. Tới này chắc có lẽ thì là em sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình anh Hòa. Đấy. Thì hôm nay là có cả anh lên đây thì tiện thì là có cả hai kênh. Kênh mình thì anh em mình đồng hành từ trước đến nay rồi. Những cái công trình làm thì cũng rất là ăn ý với nhau. Bây giờ thì cũng mong muốn rằng là thông qua hai kênh mỗi người một chút sức lực để làm sao là hỗ trợ được trọn vẹn cho gia đình. Chứ một mình em thì cũng có sự lan tỏa, cũng có sự kêu gọi. Tuy nhiên thì nó sẽ không được nhanh chóng. Đấy, và không được thuận lợi lắm trong các cái công việc mà từ trước đến giờ anh em vẫn cùng nhau làm. Đấy. Anh chắc thì là biết anh này rồi đúng không? Đến đây rất là nhiều lần thì cũng gặp không ít lần. Và hôm nay thì là lên để mà tiếp tục là có những công việc tới này, chắc là anh cũng canh anh cũng sẽ đồng hành cùng em để mà hỗ trợ anh này. Đấy. Okay. Xin kính chào toàn thể cô ba anh chị trên cả hai kênh Nắng Mai TV và Hoa Đá Cao Nguyên. Thực ra là anh Hòa thì biết cũng khá là lâu rồi. Và hiện tại thì cái công trình bể nước và giếng khoan thì anh em làm ở đây khá là nhiều. Tuy nhiên là do thời gian khá là bận, không có dịp để lên ghi hình chia sẻ trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên. Cũng mong muốn là hôm nay lên cùng với lại đồng hành cùng với Nắng Mai TV thì mong muốn là nếu mà có những sự hỗ trợ nào cho gia đình anh Hòa thì rất là cảm ơn các bác. Anh Hòa thì là cũng có những cái sự ưu tiên ban đầu của phía các nhà hảo tâm rồi. Ở chỗ em là có cô Vân. Cô Vân là từ ban đầu cô là những người nhà hảo tâm đầu tiên gửi số tiền quỹ đến mua thức ăn nhu yếu phẩm. Đợt đầu cô gửi 2 triệu, đợt sau cô gửi 5 triệu thì hôm qua là em cũng đã cố gắng là chuyển cái giường lên cho gia đình trước. Mua cái giường rồi là số tiền còn lại chắc có lẽ vẫn dành vào mua nhu yếu phẩm phục vụ cho 5 đứa con nhỏ đã. Còn về cái câu chuyện xa hơn, làm được cái ngôi nhà nhỏ cho gia đình thì cô Vân là cũng là cái người sẽ là người tiên phong. Cô bảo nếu anh em kêu gọi hỗ trợ xây nhà cho gia đình thì cô sẽ là người ủng hộ đến 60 triệu đồng. Đấy, một số tiền rất là lớn. Em thì trong ngày hôm kia em cũng nhận được cái một khoản hỗ trợ của cô giấu tên là 20 triệu nữa. Thì cơ sở để mà nói về một ngôi nhà cho A Hòa là có. Và bên cạnh đó là cũng còn rất nhiều nhà hảo tâm là cũng đang đứng sau hậu thuẫn anh em mình, rằng nếu anh em mình triển khai tìm đất làm nhà, phương án thì chắc có lẽ là vẫn sẽ phải mua đất, hoặc bởi vì anh Hòa này không có chút đất đai nào nữa. Đấy, thì các bác vẫn đứng sau hậu thuẫn anh em mình, rằng nếu anh em có hỗ trợ gia đình thì mọi người sẽ chung tay góp sức vào. Tại sao khi mà chia sẻ lên, kể cả trưởng thôn, kể cả anh Tuấn, phó chủ tịch, mọi người nói là anh Hòa này lười biếng, tại sao không ghi hình lên? Nó cũng không nhiều đâu, nó chỉ gói gọn độ khoảng 2 đến 3 video thôi mà nhận được những cái sự yêu thương của khán giả. Thì chắc chắn đó là cái duyên, chắc chắn mọi người thương không phải là thương anh Hòa mà là thương nhiều ở 5 đứa con nhỏ. Đấy, bây giờ thì nó ra cảnh thực tế như thế nào thì mời anh Công cùng quý vị khán giả theo chân Khâm đi lên thực tế với nhà anh Hòa. Đi lên nhà đi! Cái gì đây? Dây gì đây? Dây này kéo đi đâu đây? Ông chú kia bơm nước. Nhà anh Hòa này là không có điện anh Công ạ. Dựng cái lều lên, dựng cái lán này lên, không có điện sinh hoạt đâu. Đứa con này thì là cái đứa cháu này như kiểu suy dinh dưỡng rồi. Chắc chắn là suy dinh dưỡng. Còn mỗi hơn mỗi bé Xá là chưa ốm đau bệnh tật như bé Xá thôi. Đây, đây, cái giường này. Cái giường là chỗ cô Vân hỗ trợ. Đấy, bước vào cái nhà này bây giờ có cái giường là nó trông có vẻ là cái không gian nó khác hơn rồi. Vừa rồi là ở đây giải một cái tấm chiếu thôi. Các bác quay lại những video không ghi hình, dọn dẹp đi. Đầu tiên thì là
cái tấm chiếu là mốc hết, cực kỳ bẩn. Đó. Tới nay là Khâm vẫn phải mua thêm mấy cái, mùa hè chắc là mua thêm mấy cái chăn mỏng và mấy cái gối cho gia đình sử dụng. Đây ở đây thì nhà thật sự là gia cảnh rất là nghèo khó, không có nổi. Anh ơi, cái đứa này sao không mặc quần? Cái gì cho quần? Mặc quần vào cho cháu, mặc quần vào. Có quần áo à? Có quần, em đấy, vừa rồi cái chỗ quần áo em bé em có liên hệ chỗ có một mấy chị ở thị trấn, độ tuổi này là có nhiều. Quần áo không lo, quần áo chỗ bọn anh có nhiều lắm để. Thì anh em mình xem là lọc ra cái nào vừa cho mấy em bé này. Thực tế thì là không có mặc. Cái đứa này 5 tuổi cũng có mặc đâu. Vẫn mặc cái áo mùa hè vẫn cứ mặc có cái áo khoác này thôi. Khâm thì là không phải là Khâm không có mà Khâm không lấy lên, mà là Khâm đã chủ động Khâm gom lại rồi. Anh em mình đang nhờ mọi người lọc ra để mang lên đây, chứ còn mang cả tải lên đây thì lên đây mình lại mất thời gian và gia đình có những cái cũng không mặc đến, mình lọc cho các em bé này thôi. Hôm qua mua thịt về ăn chưa? Ăn rồi. Ăn chưa? Hàn hết chưa? Chưa. À. Còn... Thế cái mỡ cái rán lên chưa? Không là nó thối đấy. Chưa. Thế thì anh này ấy thì là như Khâm chia sẻ các anh biết một phần nào đó rồi, là đất nương thì là cũng ít, đất nhà chính thì là chỗ anh là anh lấy hết rồi. Hết rồi là tại vì sao? Vì là không lo được hậu sự cho ông bà mất thì người anh lo, thì các anh lo thì các anh phải lấy. Thành ra thì anh không có đất nương bao nhiêu, nhà đất cửa là không có rồi. Bây giờ hiện tại chỗ đất này là của anh chỗ hay đất này là ở thuê, 1 năm 1 triệu. Một năm 1 triệu. Cái dựng thuê lên này ở tạm thôi. Đấy là cũng không biết thế nào, ở ngày tạm bợ ngày này qua tháng nọ. Cho hai cháu cho hai anh một anh chồng khó. Cho anh nào? À cho anh này à? Quý anh đấy. Ai là? Cho em gái. Cho không. À thế không cho em à? Thế không cho em à? Bên ca kịnh kia rồi. Ồ, thế nói không được. Thôi. Thôi. Đấy nó, dễ nó... Chiều thôi. Hôm nào là anh này đi là anh này giữa đường là đưa cho Khâm rồi. Nhưng mà Khâm ở Khâm không có sở thích lan này. Anh ơi, em cũng không lấy đâu. Không có thời gian rồng. Anh mang đi bán đi. Đi bán đi. Đây, nghề chính của anh là cái này đấy, đi rừng. Lên rừng tìm lan, kiếm đồ rừng à, kiếm đồ của rừng à, bẫy chim bắt chuột. Ôi, hôm qua uống rượu à? Có uống rượu không đấy? Không có. À, mùi rượu thì không thấy đâu. Cái này là cái gì? Pha rượu á. Pha rượu uống á? Em không uống rượu. Nó là cái dây gì đây anh? Có lẽ là những cái này thì anh Hòa nó chữa cái gì? Nó có tác dụng gì? Trái cây phải lấy đi bán này, nó một cây nó 5.000. Một cái này 5.000 à? Nhưng mà bây giờ uống vào mình pha là, mình hỏi là mình mang cái bé đi bán, mình để cái to cho anh. À, mang cái bé đi bán để cái to cho bọn em à? Đúng rồi. Không có áo à? Anh không có áo à? Mà sao mặc cái áo mà đứt hết sạch cúc này? Không có. Anh này thì là đấy, cũng chỉ em lên mấy lần cũng chỉ mặc như thế này thôi. Quần áo cái chỗ mà các cô các bác lên thì em vẫn đang nhờ người là xem video và lọc ra bằng, ý là mình mang lên chỉ gia đình sử dụng luôn đấy, đấy không có thừa, không có thiếu. Đấy thì là quần áo cũ này... có mặc không? Quần áo cũ mà anh em mang vào có dùng không? Dùng được mà. Bây giờ mình thì có ý mình thì có 4 cái áo thôi. Thì có 3 cái. Cất đi nhá, bởi em mang đi bán đi. Đấy. Bọn em là không cho... cắt đi. Nhưng mà cái này pha rượu uống này nó có cái tác dụng gì này? Nó chữa cái gì? Cái đấy nó họ nó đau lưng. Đau lưng à? Nó tốt đấy. À tốt à? Ngâm rượu à? Ngâm rượu. Anh ấy thì cái lan này bọn em không lấy đâu. Phải là cho bọn em không trồng được, bọn em không có thời gian rồng, mang về để nó chết đi nó phí. Anh mang đi bán đi, anh mang đi bán nhá. Trồng tạm thế này. Đấy, không nào. Phải mình trồng lúc nào mang đi bán đi này. Giấy ra phải là mình sợ anh nó về để
cho anh đi. Không không có thời gian để trồng. Không phải mình trồng mà. Người biết anh chơi thì rất quý. Anh bảo là anh ấy trồng cho. Đấy. Sau khi nào ra rễ bám hết rồi ra hoa anh mình trồng mang đi cho. Ra hoa anh mang đi cho à? Mình trồng cũng được. Trồng giống như thế này. Đây. Hai bốn năm đứa. Cún này là cả. Ra đây, ra đây, cho mấy đứa ra đây, ra đây cho các bác bên hoa đá Cao Nguyên xem nè. Có nhiều bác là chưa biết đâu. Đây này. Hôm nọ em mang xà phòng xà bánh tắm lên có tắm cho con chưa? Thế nào ra đây xem mặt mũi sạch hơn chưa nào để ghi nhận cái sự là bây giờ có nước ở gần đây rồi chịu khó lấy về tắm rửa nhá. Anh cũng thế, anh cũng phải chịu khó tắm vào, hôm nọ thấy đi phụ vữa. Hôi lắm. Cái bé này là mặt trắng trẻo hơn rất nhiều này, hôm nọ lên nhìn ghê quá, đây chân tay đỡ hơn rất nhiều. Em ghi nhận cái sự góp ý của em dành cho anh là anh biết thực hiện cả đứa này, cũng rất là sạch sẽ. Sạch sẽ cho lên đây này. Nhưng mà này. Con... cho ra, trẻ con ra dương ngồi. Đây, quần đây đâu, này. Quần đâu? Lấy quần mặc cho nó anh. Mặc quần vào. Chân tay sạch sẽ, đấy. Phải như thế chứ, con mới không ốm bệnh chứ. Toàn tà tà như nhau hết nhỉ. Anh Công đoán em bé này bao nhiêu tuổi? Chắc tầm hơn 1 tuổi chứ mấy? 3 tuổi. Chưa biết đi. Cái đứa này là đứa út à? Đúng rồi. Đứa này được bao nhiêu tháng rồi? Đứa này được... 1 tuổi rồi. Ui dồi ôi. 1 tuổi rưỡi. Nó được là... đến 6 cân không? 5-6 cân không? Khoảng 5-6 cân thôi. Bây giờ mặc quần áo vào là trông như thế thôi. Cởi quần ra cái chỗ từ chân đến mông ấy, chỉ có da bọc xương. Em bảo là không khác gì ngày xưa bé trường hợp của bé Xá. Là đứa này hơn bé Xá kia là không ốm đau quá nhiều thôi. Cháu kia 3 tuổi mà chưa biết đi. 3 tuổi chưa biết đi. Đấy, hỏi bố bảo sao 3 tuổi chưa biết đi. Bố bảo vợ con trai biết đi chậm. Thực tế thì là suy dinh dưỡng, không có đủ đồ ăn thức uống. Sao không có nghèo mà đẻ nhiều thế? À. Câu này hơi khó trả lời. Con nuôi được không mà đẻ mắn này? Thì có là đẻ thôi đúng không? Vợ anh này, anh Hòa. Anh Hòa ơi, vợ anh năm nay bao tuổi rồi? 32 tuổi. 5 đứa con. Một đứa thì là mất rồi. Trước là còn 6 đứa cơ. 6 đứa nè. Thế hôm qua mua giường cho mới bảo là bây giờ thì không đẻ con nữa. Nghe chưa? Nhớ rồi. Nhớ chưa là bây giờ là phải thế này. Chia nhau ra ngủ, mẹ ngủ với các con, bố ngủ với các con. Bố là bây giờ mình cũng ngủ đây thôi. Hôm qua ngủ đâu? Hôm qua ngủ đâu? Thích không? Hả? À, có thích không? Thế anh ngủ với ai? À, anh ngủ với đứa nào? Ba đứa đây. À, thế hai đứa này ngủ với mẹ à? Hai em bé hơn thì ngủ với mẹ. Đúng rồi. Trước đây là 5 người ngủ cái giường này á? Đúng rồi anh. Ôi ồ. Cái giường này có được 1m2 không? Cái đây làm gì phải giường nữa. Cái này là chắp vá đóng lại thành, gọi là thành một cái giường thôi. Không có một cái gì mà em vào đây là nhà này là thật sự là cái nhà. Ngày trước thì là mình thấy A Lúa là cũng rất nghèo, cũng không có một cái gì hết. Nhưng góc độ thì là A Lúa thiếu ăn thì vẫn biết chạy lên lấy của bố mẹ. Nhưng chỗ A Hòa này thì không biết làm gì khác hơn được. Là chỉ có trông cậy vào những cái gốc lan như thế này, này. Đi lên rừng mà bẫy được thêm con chuột, con chim về thì có giá trị thì bán để lấy tiền mua đồ ăn cho các con. Còn không thì thịt cho các con ăn, thế thôi. Hôm qua là em cũng bắt gặp mình khi mang cái giường này lên là hai bố con đi bán lan về thì được 250 đúng không? Đúng. Là mua hết thịt à? Thì mua được 7 cái bánh quẩy, mỗi người một cái. Rồi là mua thịt thì cũng không mua thịt ngon gì đâu, cái mua cái thịt mỡ kia về rán để lấy mỡ. Và mua một chút lòng gan nữa về để ăn. Nhà có gạo ăn không? Gạo này là cũng bán lan đi mua đúng không? Gạo này phải bán lan mua. Ngô này là có ý quá rồi. Thế ngô sắp chín chưa không nọ? Bảo ngô trên rồi. Nương sắp chín rồi. Lấy về hay hàng ngày rồi. À,
Ngô à? Ngô đã được ăn rồi á? Đã được ăn rồi. Ăn ngô non à? Ăn ngô non. Luộc à? Thương là thương các cái con nhỏ. Anh vào đây hôm nay á, là theo cái sự căn dặn góp ý của em là vợ chồng ấy là rửa chân tay sạch sẽ cho. Chứ mấy hôm nọ vào là ngồi dưới đất này, đen, sợ lắm. Mình nhìn làm sao mà các con lớn được, có sức khỏe lớn lên được. Thế ở đây là không có điện à? Không có. Thế xin nhờ được điện hàng xóm dùng không? Họ không cho, họ có cho không? Không có tiền mua dây điện. Đi mua dây điện về để đi họ về lắp. Bây giờ xin điện hàng xóm dùng cũng khó anh ạ. Mình nghèo như thế này, đi xin thì cũng bà con lối xóm đây là em thấy là cũng ấy lắm. Như hôm nọ là chỉ cái nước cắm để mà bơm nước thôi là cũng cái kỳ kèo nhau rồi. Thì bây giờ sẽ một gia đình nghèo này đi xin người ta dùng sao mà người ta cho. Mà mình cũng không có tiền trả, mà dùng cũng bao nhiêu đâu, cái bóng điện thôi. Đó, một cái bóng điện. Rồi đây lắp rồi, ra điện về. Ở đây là về đây, sao nó không biết sao. Nhưng mà nếu mà sau này mà có bác nào gửi tiền hỗ trợ làm nhà thì có đất để làm không? Đất để có để sao, bây giờ nó xa quá. Xa nào ở tận đâu? Sắp đến được khóa. Sắp đến được khóa. Đợi khóa thì mình vẫn có thể làm được. Nhưng góc độ là đất như nào? Như trước lũ anh hay lũ em dẫn em vào xem đất thì toàn lương đá ấy kia. Làm cái gì được? Thế bây giờ mà có tiền xây nhà thì lấy đất ở đâu xây? Sao đi xây cái nhà đi tí ở kia... Hả? Sao nó có lấy đường không? Nhà nào? Nhà bê tí kìa. Nhà bê tí ở đâu? Nhà lúa kia đi xe đây. À, nhà của ông mua. Đúng rồi. Cái ngôi nhà đấy trước đòi tiền cao quá. Nhà ở đường rẽ vào đây đấy. Cái ở khu cua đấy. Vâng. Muốn thích cái nhà đấy á? Thích cái nhà đấy phải là... Sao... Vẫn nào có tiền phải là mua Mỹ đó đấy phải là chuồng lợn. Lúc nào anh mới có tiền mua được đất ở đấy. Bây giờ một ngày anh ấy đi tìm lan mất một ngày và anh ấy dành một ngày để đi bộ xuống thị trấn bán lan. Mà đợt nhiều nhất thì được 270, ít thì được khoảng độ 200. Nghĩa là mà... 2 ngày trời thì anh mới kiếm được ra 200.000 mà anh đi chợ, anh đi mua hết thịt cho có con ăn rồi. Nên lấy tiền đâu ra được mua được đất, rất là khó. Sao đi bao ngày phải đi mua được 600, phải đi mua một con lợn bé tí nuôi. Ông này là hơi ngờ nghệch một chút, xong là cái đầu óc là không nhanh nhẹn như người khác. Chứ không phải là ông lười. Ông lười ở đây thì là lười theo khái niệm của thôn xóm đấy. Thôn xóm thì người ta làm nương làm rẫy thì ông ấy không đi làm, ông lại đợi người ta làm xong hết ông ấy làm, rồi là lúc người ta làm thì mình đi bẫy chim bẫy chuột, lúc người ta trên nương thì có thể là mình lại đang ở nhà, chiều tối tối thì ông lại bắt đầu lên nương lên rừng đấy, kiểu như thế thì bà con lối xóm đánh giá là ông lười, vì không vào đây mấy lần là không tìm hiểu rồi. Lười nhưng mà dành để một ngày đi tìm lan từ sáng đến tối thì theo mọi người đánh giá là có lười hay không. Và hôm rồi là khi mà đăng video lên thì cũng có các bác góp ý cho cháu Khâm là cháu Khâm giúp đỡ thì cháu Khâm nên kêu gọi cháu Khâm đừng đắn đo, rồi là đừng băn khoăn rằng là chính quyền nói thế này, trưởng thôn bà con người ta nói thế kia, duyên ai thì người đó hưởng thôi, thì là anh em mình cứ mạnh dạn tự tin và chia sẻ lên. Thì không phải là cháu không đắn đo, cháu không băn khoăn. Nếu mà có đắn đo băn khoăn thì chắc có lẽ là anh em mình cũng không có ghi hình ở đây nữa. Anh em mình thôi là thôi, không có giúp đỡ gì nữa. Nhưng lên, trong quá trình lên thì phải tìm hiểu thêm các bác. Tại sao mình lại phải làm cái công việc là đi kết nối với chính quyền địa phương. Thực sự lũ em là một trường hợp mà anh em mình từ...
cái lúc làm việc anh em mình cũng không có kết nối với chính quyền. Mọi thứ mình cứ nghĩ là nó dễ, cũng như các bác nghĩ thôi. Duyên ai người đấy hưởng thì mình cứ làm. Nhưng khi mà động chạm đến cái tranh chấp cãi vã, rồi là có những lúc nhà lũ em là phải tạm dừng lại bởi vì nó quá căng thẳng, thì các bác bảo dưới góc độ là một người đi làm thiện nguyện, anh em mình có thẩm quyền gì giải quyết được đâu, thì mình phải cần đến chính quyền địa phương. Thế cái lúc gọi đến chính quyền địa phương 5 lần 7 lượt thì mọi người mới nói ô cái lúc anh triển khai làm, anh đến thôn anh làm, anh lại chưa kết hợp với lại bộ ban để mà có thể là lúc khó khăn để anh em biết nắm bắt để ra thao gỡ. Thế bây giờ là mình đùng một cái thì mình đang muốn người ta là đến đây hỗ trợ tôi giải quyết cái này cũng rất là khó, cũng rất là khó trong các cái công tác của chính quyền địa phương. Thành ra là mình cứ từ đầu đi, như anh Hòa này là nó có phải đơn giản đâu, đất đai bây không có, bây giờ liên quan đến việc đất cát nhé, rồi lại anh em bất hòa mọi thứ nhé. Đấy, mình mà mình tự nhiên mình đi triển khai lên, sau này gặp vướng mắc, thứ nhất là nhận tiền các nhà hảo tâm mà không làm được, nó rất là bị ảnh hưởng đến cái uy tín của kênh, rồi là các nhà hảo tâm không biết còn tin tưởng hay không, bởi vì đã giao đến tiền không làm. Bản thân cháu Khâm thì đi chậm mà đi chắc thôi các bác ạ. Anh em mình cũng muốn giúp đỡ các hoàn cảnh bằng thật hết, chứ không phải là đắn đo, không phải là không phải không mạnh dạn. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Khâm cũng chưa dám tự hào gì, nhưng mà cũng chưa đầy một năm đâu, anh em mình đã triển khai được đến 5 ngôi nhà, trong đó thì 3 ngôi nhà là bản thân kênh là tự đứng ra kêu gọi và tự triển khai, và có những cái ngôi nhà khác thì kết hợp với chỗ anh Hiệp, anh Tiên. Đấy, thì các bác nói là băn khoăn hay là mình không mạnh dạn thì cũng không phải, mình làm việc chậm và chắc thôi. Còn một khi đã triển khai thì các bác thấy là sẽ rất nhanh thôi. Một khi tiền đã đến và anh em mình triển khai thì làm sao nhặt lên cho em kia, giữ nó không mà nó rơi xuống đất, để cho các hoàn cảnh được vào sử dụng ngôi nhà. Còn trường hợp anh Hòa này thì thật sự thì anh không biết cái gì cả các bác, không biết một cái gì hết. Thế bây giờ bảo là có tiền để xây nhà cũng khó, không có đất, không có đất thì không giúp nữa nhá, không có đất thì không giúp nữa được không? Không có đất thì đi đi xây cái nhà đấy à? Là bao nhiêu thì muốn mua cái nhà đấy á? Cái nhà đấy thì các bác sẽ thấy được ở cái video trước đây anh em mình hỏi cho anh Lúa đấy. Có cái điểm được, có cái điểm chưa được, phân tích rõ ràng hết trong các cái video của Nắng Mai TV rồi. Ngôi nhà đấy thì cái trước đấy anh ấy bảo 90 triệu thì lấy đâu tiền ra mua, anh Hòa? 90 triệu á? Ừ, 90 triệu thì làm sao mà mua được? 80 triệu đấy. 80 triệu cũng không mua được, đắt quá. Đắt quá. Đấy, thì bây giờ thì nói thì nói tâm sự rồi là hỏi anh Hòa vậy thôi. Anh em mình đã hỗ trợ thì chắc chắn là sẽ có lộ trình. Hôm nay anh Công lên thì có cái tham mưu gì cho em về gia đình anh Hòa không? Về đất đai không có, đất nương rất ít, con gái thì nheo nhóc như này, rất là khổ. Bây giờ anh bảo anh có miếng đất ở đâu đấy thì đi khảo sát trước, nếu mà sợ nó lại tít ở trên trên nương trên dãy thì nương đá khó làm. Cái thứ hai cuộc sống bây giờ thôi dừng lại ở đây thôi, đừng có đẻ nữa. Nó là những cái mà khó khăn như thế đấy anh Công ạ. Thế bây giờ cho em hỏi này, cái nhà cũ anh ở gần đây không? Gần. Thế bây giờ đi xin lại anh trai chùa có được không? Ừ. Thế anh nói trước là anh đuổi à hay như nào? Cho anh là bà cùng anh ở thì phải là bà hoặc là cho anh ở cũng cho mình ở. Bà sau nó đi ở 2 tháng rồi mà ở 2 năm rồi mà em không hiểu anh nói cái gì luôn. Thế trước là anh trai đuổi ra à? Tiếng kinh không biết nói à? Tiếng kinh không biết nói.
lúc nào ông chồng ông cũng mà rất vô tư, vô tư cười nói, không cần biết cái gì hết. Thế trước đây là anh có nhà, trước đây có nhà đúng không? Có rồi. Thế mới bị đuổi thôi. Thế là nhà đấy là ở cùng với lại anh trai à? Đúng rồi. Không phải anh Công ạ, không lo được hậu sự cho ông bà. Không lo được hậu sự cho ông bà thì ông anh ông lo hậu sự cho. Đấy thì là sẽ ông anh mà sau khi lo hậu sự xong thì tôi lấy cái nhà này, lấy đất này. Nếu như ông này không làm được việc này, thành ra thì là một tay ông anh lo hậu sự hết cho ông bà rồi là gia đình này không được ở cái nhà đấy nữa. Bắt buộc là dọn đi chỗ khác, đi đâu đi không cần biết. Đấy. Không thế có tình cảm anh em gì lâu. Là đúng. Anh đuổi anh không cho ở nữa. Sau lúc nào anh có rượu say anh về, anh không có rượu anh về anh không nói cái gì. Sao anh có rượu say anh về anh sợ nó ác quá, anh sợ nó trị quá. Nó ác quá, nó có đánh mình không? Đánh rồi. Đánh rồi á? Rồi á. À? Đánh mấy lần? 4 lần rồi. 4 lần. À. Đánh vào đâu? Có đánh chảy rồi. Máu không? Chưa. À, chưa chảy máu đâu đúng không? Chưa chảy máu. À. Anh nó đi, xong chứ con nó không về họ đây thì bây giờ là cho nó đánh nhé. À, nó đuổi mình mấy lần nghĩa là đánh 4 lần rồi thì là cũng không chịu nổi rồi thì bây giờ chạy. Đúng rồi. Thế có đánh lại anh không? Không, bây giờ vợ mình không lo phải là không cho ở bây giờ là và cái nhà hỏng bây giờ mình không đuổi nhà ở bây giờ mình nó không có đợi phải là mình về ở đây phải là họ đây là 1.000.000 bây giờ mình họ là nó là 1.300.000 1.300.000 một năm á. Thế sao một năm. Sao ông nội bảo 1.000.000 thôi? 1.000.000 thì hết là này phải là nó là 1.000.000 hết năm nay tăng năm lên này, 1.300.000 tăng lên 1.300.000 hết năm nay thì nó 1.000.000 khó lắm. Bây giờ như trường hợp nhá, hàng xóm cái chủ đất rồi bà con lơi xóm thì anh em mình qua lại vào đây thì mọi người lại bắt đầu là à ông này được hỗ trợ rồi, là thậm chí là mấy có khi là tới này lại ra đây là ép giá cái chỗ đất này hoặc là lại à tôi không cho thuê nữa tuổi gia đình này kiểu như thế, chắc chắn là có khả năng là sẽ có đấy mọi người ạ. Cái chủ đất này ở đâu anh? Hả? Chủ đất đơn này ở đâu? Ở đây. Phải anh em mình không? Hả? Phải anh em mình không? Không phải. Không phải á? Thế trả tiền cho họ chưa? À, trả rồi. Trả trước 1 năm rồi gì? Trả trước 1 năm. À. Sau nó bán con chó to kia phải là trả rồi. À bán con chó, có một con chó đúng không? Có một con chó, có một con lợn. Bán đi hết rồi? Bán đi hết, phải mua gạo, mua ngô ăn hết. Cũng rất là khó khăn. Sao nó ở cái nhà kia phải là nó không bá. Ừ. Không ở cái không được ở cái nhà kia sao nó bá. Kêu bác nghĩ là không giúp thì cũng không được. Đã đến và đã ghi hình, đã có sự đồng cảm, đặc biệt là với các em nhỏ. Còn với anh Hòa này thì khi mà tiếp xúc nhiều hơn thì cũng biết rằng là cái đầu óc người ta chậm chạp. Người ta đấy lúc nào mặt cũng trên cái thấy cái nét là vô tư thôi, nhưng cuộc sống thì rất là khổ. Bị đuổi thì là cũng đến bước đường cùng thì mới đi thôi, chứ không biết đi đâu khác nữa rồi. Mà ông anh thì ông cũng không có tình cảm anh em lắm. Thế bây giờ là còn thậm chí là còn đánh đuổi. Chứ còn bây giờ các bác ghi hình ở đây lên thì anh em mình những cái câu chuyện anh em mình chỉ theo lời kể của anh Hòa lên thôi. Và các bác thấy anh Hòa đầu óc như thế này thì mọi người cũng yên tâm rằng là những cái gì anh ấy nói ra thì là chính từ xuất phát từ những cái thực tế của anh ấy trải qua thôi, chứ anh em mình không có thể nào mà áp đặt được anh là à anh phải nói thế này, anh phải nói thế kia. Đấy là câu chuyện thưa mọi người là như vậy. Thương mấy đứa này, đứa này mới đứa út kìa. Thương ai đứa suy dinh dưỡng bây giờ. Đứa 3 tuổi, hôm nọ em còn tưởng nhầm rằng là ông này ông không biết ông nói lộn. 1 tuổi thành 2 hay 3 tuổi. Nhưng mà có mấy bác hàng xóm mà ô đứa này nó 3 tuổi rồi. Mà
mà cũng đúng thôi, bởi vì anh thấy là còn một đứa sau nữa, mà đứa này hơn tuổi thì đứa sau chưa thể nào mà có được. Đúng rồi. Đó, thì đứa này 3 tuổi, đứa kia được 1 tuổi rưỡi. Thì không sai đâu. Cứ lết này thôi, không đi được. Anh cứ thử hỏi lý do em tại sao con chưa biết đi. Sao con ấy sao nó... Con to kia nó đúng là tuổi nó cũng đi được. Không, đang bảo đứa này sao không biết đi. Chưa. Sao nó chưa đấy bú tuổi. Chưa nói chuyện. Thấy chưa? Không biết, rất là vô tư hồn nhiên. Con anh không biết đi là thiếu ăn, chân tay nó chưa được khỏe, hiểu không? Bây giờ sao giống như mình sao mẹ nó, bố mẹ nó họ là bây giờ ba nó mình phải nó đi đường. Không phải đâu. Đấy, con của em nó cũng tuổi rưỡi như cái đứa kia thôi, bây giờ nó chạy được rồi. Đấy. Mười mấy tháng đã chập chững biết đi rồi. Mà đây bản chất là thiếu ăn nó có gì đâu. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng thiếu nặng. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng. Nhưng này nó là bị thiếu chất này. Cái người nó cũng to mà chân tay nó bé tí ra. Mặt nó cũng to mà. Mặt cũng to. Đấy, cũng chỉ lê lê như thế này thôi. Còn đứa bé nhất này mới là Thương này. Em hôm nọ thêm lúc nãy cởi quần anh em thấy là từ cái mông này nó xuống. Tóp nó teo hết. Nó tóp teo, nó chỉ có da bọc xương thôi. Nó không khác gì trường hợp bé Xá ngày trước em hỗ trợ. Em vừa rồi là cũng vào đây là có cái khoản quỹ là cũng mua những cái nhu yếu phẩm lên trước để hỗ trợ gia đình. Tới này em lên thì vẫn sẽ mua những cái đồ ăn thức uống đặc biệt cho các cháu với cái khoản quỹ của cô Vân còn dư lại sau khi mua cái giường này. Bây giờ thì chưa biết là có duyên để làm nhà này là cái tốt. Còn bây giờ trước mắt là những cái khoản quỹ mà các bác các cô gửi thì thôi cố gắng là hỗ trợ cho gia đình, cho các cháu nó ăn uống đầy đủ. Để lâu thế này là càng ngày càng bé đi. Nhất là cái đứa út kia kìa. Đứa út kia là suy dinh dưỡng nặng quá rồi. Cũng mong rằng là khi mà có các anh lên đồng hành hỗ trợ thì là anh em mình sẽ giúp đỡ được gia đình. Em cũng mong muốn là có một cái căn nhà nhỏ thôi. Như cái căn nhà này thì nó rộng độ, hôm nay anh em tính độ khoảng là chưa đầy 30 m². Với cái một cái diện tích như này thì sau này nếu mà hỗ trợ thì trường hợp bí bách quá thì mình cũng chỉ xây được như thế cho gia đình ở. Lát nền lại cho sạch, thả các con chơi. Đấy là cũng là một cái quá tuyệt vời cho gia đình rồi. Không cần to như những ngôi nhà khác cũng được. Để giúp là giúp cho các em nhỏ đấy. Giúp cho các cháu thôi. Thế bây giờ anh có biết làm cách nào để không đẻ nữa không? Bây giờ nha, tuyệt đối là không có đẻ thêm nữa đâu. Khổ quá. Đừng đẻ con nữa. Để nhờ thì sao nó khó lạ. Bây giờ phải dặn thẳng luôn là không được ngủ với vợ nữa, ông mới hiểu. Đấy, nhớ chưa? Không ngủ vợ có chịu được không? Không ngủ được, được rồi. Ai không ngủ với vợ có chịu được không? Không ngủ, con ngủ cũng được rồi. Đây này, sợ ông nói cái này, ông ngâm ông uống rượu là ông đẻ nhiều này. Rượu, rượu là không uống nhá. Em dặn anh Hòa như thế nhá. Rượu chè là không có uống. Đấy, anh đầu óc anh đã không được bằng người ta rồi, anh rượu vào nữa thì anh càng bỏ xa người ta. Hiểu không? Bây giờ thì trước mắt thì cứ đi làm đi. Tìm lan cũng được, bẫy chim mấy chuỗi cũng được, miễn là bán được mang tiền về nuôi con. Đúng rồi. Không được đi chơi, không được uống rượu. Mùa ngô thì đi làm ngô. Dặn như thế đã. Trước mắt thì là lên và hỗ trợ anh được những cái nhỏ nhỏ như này. Hỗ trợ được anh ngôi nhà nó là một cái quá trình dài, không phải ngày 1 ngày 2. Còn phải có đủ duyên hay không để mà có nhà hay không nữa. Anh hiểu không? Bây giờ anh là trường hợp rất là căng vì là đất đai không có, anh em gia đình bè không có. Làm nhà cực kỳ vất vả. Đúng rồi. Thế cô bác là gia đình đầy đủ như nhà Lũ Anh hay nhà Phứ hay nhà cô Pà là còn chưa xong. Vận chuyển vật liệu mọi thứ là còn chưa xong. Bao nhiêu tiền đấy. Như nhà này không có anh em nữa, lại còn đang bất đồng. Không biết là làm lại về anh em lại tức bực gì nhau lại về quấy phá nữa đấy. Trường hợp đấy là có, không phải không có. Thế thành ra là ngôi nhà của anh nó là một cái gì đó còn rất là xa vời, không đơn giản một chút nào.
Vì anh em lên đây đất đai mọi thứ, kể cả bảo đặt vấn đề mua thôi là cũng sẽ đất rất là đắt anh Công ạ. Như ngày trước lũ anh ấy, đi tìm đất cuối cùng đất đắt quá, quanh đi quẩn về lại làm công việc tư tưởng với bố mẹ mới đổi được đất. Đấy, nó khó như thế. Chứ anh Hòa thì anh em mình không dám nói là dễ các bác ạ, không hề đơn giản một chút nào. Ngày hôm nay có các anh vào đây cùng thăm thì quá là tuyệt rồi. Hy vọng là không qua sự ảnh hưởng của hai kênh, anh em mình sẽ hỗ trợ được các em nhỏ một cái căn nhà ở an toàn, sạch sẽ cho các bé có cái điều kiện phát triển tốt hơn, có cái tương lai sáng hơn ạ. Tới này thì là có những cái tin vui nào đó anh em sẽ tiếp tục thông tin đến gia đình. Có những cái công việc gì cần gia đình chuẩn bị thì anh em mình sẽ chủ động làm việc kín thôi các bác. Ngày hôm nay là cảm ơn sự đồng hành của các anh lên đây. Không biết là anh Công còn muốn nói điều gì nữa không? Nói lên cũng cùng với lại Mai TV chia sẻ thì những cái gì cần chia sẻ thì qua video của cả hai kênh thì bạn Khâm cũng đã chia sẻ hết rồi các bạn. Thực ra là em Công cũng không biết trình bày cái gì thêm đâu, chỉ nhìn thấy này, hoàn cảnh của gia đình là thấy rất là thương các cháu. Bố mẹ thì đẻ quá dày. Đấy, hiện tại cháu bé này thì cũng đã 3 tuổi rồi mà chỉ biết lết thôi, còn cái cháu út kia là thật sự là để cho cháu cởi trần chuồng ra mà quay thì anh em cũng không dám làm, vì là cái chính sách, cái điều khoản của YouTube không cho phép. Nhưng mà nhìn tận mắt thực tế thì thấy rất là xót xa. Đấy, cũng như bạn Khâm chia sẻ là cũng mong muốn là nhận được những sự hỗ trợ từ quý nhà hảo tâm để mà hỗ trợ cho gia đình, cho các cháu có một ngôi nhà nho nhỏ thôi, để cho các cháu được sinh hoạt nó sạch sẽ. Rồi cái quan trọng nhất là cái ăn uống cho các cháu làm sao đảm bảo đủ chất thì các cháu sau này mới có thể phát triển như một người bình thường được. Đấy là cái điều mà hôm nay kênh Hoa Đá Cao Nguyên cũng muốn chia sẻ chút ít vậy thôi. Mong là cô ba anh chị lan tỏa những video để mà có thể là cho anh gia đình anh Hòa có duyên gặp được các mạnh thường quân, có những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho gia đình. Có lẽ là anh em nghỉ về đây nhỉ? Dạ vâng ạ, có công việc. Cảm ơn quý cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi video của hai kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Xin chào.